Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Việt Nam tạo cú sốc trên toàn thế giới khi làm chủ công nghệ vũ trụ bằng những sản phẩm cực lạ. Công nghệ vũ trụ là công nghệ cao nhất, kết tinh của các công nghệ cao trên thế giới và luôn luôn là cuộc chơi của những quốc gia dẫn dắt. Tuy Việt Nam không phải là một quốc gia đi đầu, kể cả về tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ, nhưng chúng ta đã có những kết quả nghiên cứu để làm chủ công nghệ vũ trụ và từ đó có thể phát triển một số sản phẩm của riêng mình. Đó là nhận định của Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy tại hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức. Vậy điều gì đang xảy ra? Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video dưới đây của Tin Mới nhé! Các nhiệm vụ khoa học được lựa chọn để thực hiện đều có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đáp ứng được các nhu cầu cấp thiết về nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ vũ trụ, giải quyết các vấn đề cấp bách của khoa học, công nghệ, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai trong một số lĩnh vực công nghệ đề ra trong chiến lược như công nghệ vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, công nghệ cho mặt đất, công nghệ tên lửa đẩy và các công nghệ liên quan khác. Tùy thời gian triển khai các đề tài của chương trình khá ngắn, các đề tài đã đạt được nhiều kết quả và sản phẩm có giá trị khoa học, công nghệ và ý nghĩa ứng dụng. Một số sản phẩm và kết quả đạt được lần đầu tiên ở Việt Nam mở ra các triển vọng ứng dụng rõ rệt. Các kết quả của chương trình cũng góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác các cơ sở hạ tầng công nghệ vũ trụ đã được đầu tư, đặc biệt là dữ liệu ảnh vệ tinh VinaGrad-1. Nhiều kết quả và sản phẩm đã được đưa vào sử dụng trong thực tiễn và được chuyển giao đào tạo cho các cơ sở địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thám và GWS. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu luận cứ khoa học để xây dựng chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đã giúp Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra kế hoạch dài hạn. Kết quả là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 169 QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Trong số các đề tài nghiên cứu, đề tài lớn nhất của chương trình là nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa, nghiên cứu sao đinh rocket, đưa thiết bị khoa học để thử nghiệm, thu thập dữ liệu thí quyển tầng cao do Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì. Với đề tài này, tên lửa nghiên cứu sao đinh rocket đưa các thiết bị do thông số khí quyển Pleiades lên độ cao 40 km, theo như quỹ đạo bay của các tên lửa mang vệ tinh, tách tầng 1, tầng 2 rồi thả Pleiades và không gian tự rơi xuống bằng dù và đo, truyền dữ liệu đo xuống chạm mặt đất. Ngoài ra còn có đề tài nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu phục vụ việc giám sát, dẫn đường, tìm kiếm, cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển do Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. Với công nghệ vệ tinh, đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo phóng và vận hành vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chủ trì đã hoàn thành chế tạo vệ tinh nano Dragon được mang sang thử nghiệm tại Nhật Bản, đủ điều kiện phóng. Tháng 8 vừa qua, nano Dragon đã được chuyển sang Nhật Bản, dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng, công nghệ vũ trụ là công nghệ cao nhất, kết tinh của các công nghệ cao trên thế giới và luôn luôn là cuộc chơi của những quốc gia dẫn dắt. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là một quốc gia đi đầu trên thế giới, kể cả về tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ. Nhưng chúng ta đã có những kết quả để làm chủ, duy trì năng lực nghiên cứu phát triển về công nghệ vũ trụ, bảo đảm điều kiện nhất định khi chúng ta tiếp nhận, đưa vào ứng dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới. Và từ đó, có thể phát triển một số sản phẩm của riêng chúng ta. Cũng theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, trong chiến lược nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng ký phê duyệt đã nêu rõ 3 quan điểm phát triển công nghệ vũ trụ. Thứ nhất, cấp thiết và nhất thiết, chúng ta phải duy trì nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ và do nhu cầu về an ninh, quốc phòng cũng như ứng dụng phục vụ đời sống xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Thứ hai, khi chúng ta xác định là một nước không đủ tiềm lực dẫn đầu thì chúng ta nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ trong quá trình lâu dài, bảo đảm sự kế thừa và tiếp nhận công nghệ. Chúng ta cũng không xác định rằng chúng ta nghiên cứu vũ trụ để dẫn dắt cuộc chơi. Có như vậy, chúng ta mới đưa ra được những giải quyết phù hợp. Thứ ba, chúng ta xác định tiếp tục đầu tư không chỉ cho nghiên cứu phát triển mà cả cho việc phóng vệ tinh, mua vệ tinh, thuê vệ tinh. Công nghệ vũ trụ là nơi để thử nghiệm, phát triển và tích hợp tất cả những công nghệ cao mới nhất trên thế giới, từ công nghệ vật liệu thông tin, truyền thông, tên lửa.
Chẳng hạn như công nghệ vật liệu trong hàng không vũ trụ luôn là công nghệ mới nhất của ứng dụng trong hàng không vũ trụ, thì một thời gian rất dài sau đó mới được đưa vào ứng dụng trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Thứ trưởng Bùi Thế Duy đánh giá, một trong những kết quả nghiên cứu của chương trình khoa học công nghệ vũ trụ của chúng ta là đào tạo đội ngũ con người. Làm thế nào để qua chương trình này chúng ta có thể đào tạo nhiều hơn nữa các chuyên gia về nghiên cứu ứng dụng về công nghệ vũ trụ không chỉ cho viện nghiên cứu mà cho trường đại học và rộng hơn nữa là các doanh nghiệp. Một xu thế trên thế giới là trước đây công nghệ vũ trụ là cuộc chơi của các chính phủ, nhưng hiện nay mở rộng ra các tập đoàn và doanh nghiệp tư nhân. Chúng ta thấy một số tập đoàn có dự án đầu tư chùm vệ tinh nhỏ để quan sát trái đất hoặc chùm vệ tinh để hình thành hệ thống thông tin liên lạc Internet như đầu tư của tỷ phú Elon Musk. Thứ trưởng Duy chia sẻ, chúng ta đặt mục tiêu trong thời gian tới đào tạo nhiều hơn nữa những kỹ sư có khả năng ứng dụng triển khai các kết quả công nghệ vũ trụ, ông Duy khẳng định. Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Viện đang xây dựng chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Trong đó, việc phối hợp thực hiện chương trình khoa học công nghệ vũ trụ là một nội dung quan trọng. Với sự hợp tác này, hy vọng chương trình khoa học công nghệ vũ trụ sẽ bước sang một giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ngày nay xu thế kích thước của vệ tinh ngày càng nhỏ đi, thời gian chế tạo ngắn lại, yêu cầu công nghệ cũng đơn giản hơn. Đây chính là cơ hội cho các quốc gia như Việt Nam có thể tham gia vào cuộc chơi này. Tuy nhiên, chúng ta không nên nhìn dưới con mắt cạnh tranh mà nên tham gia với tâm thế hợp tác, phối hợp chia sẻ dữ liệu để chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn với các nguồn dữ liệu khác. Hiện chính phủ cũng đang định hướng và phát triển và ứng dụng vệ tinh nhỏ, từng bước xây dựng chùm vệ tinh nhỏ quan sát trái đất. Đây chính là một trong những công nghệ tốt nhất, ảnh hưởng sâu rộng nhất trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của một quốc gia được đưa ra bởi Liên Hợp Quốc. Để hiện thực hóa giấc mơ từng bước chinh phục vũ trụ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn đề xuất Việt Nam nên xác định không gian vũ trụ là một trong năm không gian vùng đất, vùng trời, vùng biển, không gian mạng và không gian vũ trụ mà chúng ta cần làm chủ để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Để làm chủ được không gian đó là một chặng đường rất dài, chông gai, cần nhiều nỗ lực và đầu tư chiến lược dài hạn. Vì vậy, công nghệ vũ trụ cần có sự đầu tư lớn về các nguồn lực tài chính, nhân lực và cả thời gian. Chính phủ Việt Nam cần đảm bảo định hướng phát triển cân đối và bền vững cho lĩnh vực này bằng việc xây dựng luật vũ trụ của Việt Nam. Đây là tiền đề để các thành phần khác yên tâm đầu tư phát triển. Việt Nam cũng cần thành lập cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia và sớm tham gia các công ước của Liên Hợp Quốc về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, Việt Nam cần thúc đẩy nhu cầu khai thác, ứng dụng từ công nghệ vũ trụ, tạo nhu cầu đủ hấp dẫn các thành phần kinh tế. Các start-up công nghệ cùng tham gia xây dựng nền kinh tế vũ trụ, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, rút ngắn khoảng cách để có thể tham gia đóng góp vào những chương trình nghiên cứu chung của thế giới, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, tránh đầu tư phát triển không đồng bộ, trùng lập, thiếu hiệu quả. Video của tin mới xin được phép tạm dừng tại đây. Quý vị nghĩ sao về công nghệ vũ trụ của chúng ta? Hãy chia sẻ phía bên dưới cho chúng tôi được biết nhé! Nếu quý vị thấy thích video này, hãy ủng hộ tin mới bằng cách nhấn like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực đồng hành cùng quý vị trong những video tới. Thân ái và chào tạm biệt! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!